tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những thông tin chính. Thưa quý vị, liên quan tới vụ xe container tông vào nhà dân khiến 3 người tử vong. Theo Ban An toàn Giao thông tỉnh Đắk Nông, qua trích xuất dữ liệu từ Cục Đường bộ Việt Nam cho thấy, xe đầu kéo biển kiểm soát 50H058.81 chạy với vận tốc 84 km/h ở thời điểm xảy ra tai nạn vào lúc 8 giờ 3 phút. Tốc độ này vượt 40% so với tốc độ cho phép ở đoạn đường xe đang lưu hành, 60 km/h. Dữ liệu cũng cho thấy xe đầu kéo tăng tốc rất nhanh trong thời gian ngắn trước khi xảy ra tai nạn. Camera an ninh của người dân cũng ghi lại hình ảnh xe đầu kéo chạy với tốc độ cao, vượt một xe đầu kéo khác rồi mất lái, lao vào dãy nhà dân bên đường. Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, sau khi xảy ra vụ tai nạn, tài xế Hoàng Văn Nghĩa chỉ bị thương nhẹ. Người này đã đến công an xã Đắk Rơ La, huyện Đắk Minh để trình diện. Công an xác định tài xế này không có nồng độ cồn và ma túy trong cơ thể khi điều khiển xe. Như đã thông tin trước đó, vào khoảng 8 giờ 10 phút ngày 25 tháng 7, tại km 1818+100 đường Hồ Chí Minh, đoạn thuộc thôn 11, xã Đắk Rơ La, huyện Đắk Minh, tỉnh Đắk Nông. Vào thời điểm nêu trên, anh Nguyễn Sĩ Trưởng, 33 tuổi, trú tại xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, điều khiển xe container biển kiểm soát 50H450.00 kéo theo rơ móc di chuyển theo hướng thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông đi thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Khi đến km 1818+100 đường Hồ Chí Minh, đoạn thuộc thôn 11, xã Đắk Rơ La, huyện Đắk Minh, thì xe của anh Nguyễn Sĩ Trưởng bị xe container biển số 50H058.81 do Hoàng Văn Nghĩa, 36 tuổi, trú tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An điều khiển, chạy cùng chiều, tông vào đuôi. Cú tông mạnh khiến xe container do Hoàng Văn Nghĩa điều khiển mất lái, lao vào 6 nhà dân ven đường, cùng chiều xe này chạy. Vụ tai nạn đã khiến 3 người tử vong, gồm hai anh em ruột Hoàng Minh Dũng sinh năm 2009 và Hoàng Minh Quang sinh năm 2006 đang ở trong nhà, và ông Nguyễn Quang Chiến, 57 tuổi, đều trú tại thôn 11, xã Đắk Rơ La, huyện Đắk Minh. Vụ tai nạn còn khiến bà Đặng Thị Thủy, 58 tuổi, trú tại thôn 11, xã Đắk Rơ La, bị thương, hiện đang được cấp cứu. 6 ngôi nhà và tài sản trong nhà bị xe tông hư hỏng thiệt hại nặng, xe container do anh trưởng lái bị vỡ nát phần đầu và nhiều bộ phận khác. Ông Lê Văn Hoàng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Minh, tỉnh Đắk Nông xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, khiến ít nhất 3 người tử vong. Hiện đang tập trung ứng cứu các nạn nhân. Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng ngày 25 tháng 7 tại khu vực chợ 312, xã Đắk Rơ La, huyện Đắk Minh, tỉnh Đắk Nông. Do di chuyển nhanh, xe container đã tông sập một số công trình phụ và tông xuyên tường nhà ông Hoàng Minh Tuấn ở thôn 11, xã Đắk Rơ La, gây ra tai nạn nghiêm trọng khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, gồm cháu Hoàng Minh Quang sinh năm 2006 và cháu Hoàng Minh Dũng sinh năm 2009, đều là con của ông Tuấn, tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn còn khiến ông Nguyễn Bá Chiến, 57 tuổi, trú thôn 11, xã Đắk Rơ La, bị thương nặng cũng đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Vụ tai nạn kinh hoàng gây sập một phần căn nhà của ông Tuấn và hư hỏng nhiều tài sản. Trước đó vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 24 tháng 7, xe tải mang biển kiểm soát 51D17783 do tài xế Đinh Văn Hậu sinh năm 1995, có hộ khẩu thường trú tại ấp 4, xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, điều khiển đi theo hướng từ thị xã Phú Mỹ qua huyện Châu Đức. Khi đến ngã tư giao giữa đường Võ Văn Kiệt với đường Bình Giã thuộc tổ 5, khu phố 2, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Đồng Nai thì xảy ra va chạm với xe mô tô mang biển kiểm soát 72E1-72976 do bà Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú tại khu phố 1, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ điều khiển. Bà Hương và chiếc xe mô tô bị xe tải ủi từ gần giữa ngã tư lên vỉa hè và khi đến hàng rào của nhà người dân gần đó mới dừng lại. Tại hiện trường, xe mô tô và người bị kẹt cứng dưới cabin xe tải, lực lượng chức năng phải thuê xe cầu để cầu xe tải lên mới tiếp cận được nạn nhân đã tử vong. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến 3 người tử vong. Thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 23 tháng 7, 3 cô gái từ 16 đến 17 tuổi, ngụ huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, cùng đi trên xe máy biển kiểm soát 92C107667, chưa rõ người điều khiển. Khi đi đến đường số 2, khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, xe máy tông vào gốc cây bên đường. Sau cú tông mạnh, cả 3 người trên xe máy ngã ra đường. Hậu quả, 2 nạn nhân tử vong tại chỗ, người còn lại tử vong tại bệnh viện.
nhận tin báo, Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Cũng liên quan đến tai nạn giao thông, tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, 4 người bị thương. Cụ thể, vào lúc 21 giờ 45 phút ngày 22 tháng 7, tại km 41+361 quốc lộ 24 qua địa bàn thôn Làng Mạ, xã Ba Tô, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy mang biển kiểm soát 76E1-03469 lưu thông theo hướng Đông Tây do Phạm Văn Bi, 20 tuổi, trú tại thôn Làng Mạ, xã Ba Tô điều khiển, chở theo em Phạm Huy Hoàng, 17 tuổi, trú thôn Trường An, xã Ba Thành với xe máy mang biển kiểm soát 76H1-42416 do Trần Minh Thiện, 22 tuổi, trú thôn Gia An, xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ điều khiển, chở theo Trần Hoàng Phúc, 22 tuổi, trú thị trấn Ba Tơ, lưu thông theo hướng ngược lại. Vụ va chạm mạnh khiến Trần Minh Thiện tử vong tại chỗ, Phạm Văn Bi và anh Trần Hoàng Phúc bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Hai phương tiện bị hư hỏng nặng. Tiếp đến, vào khoảng 22 giờ 50 phút ngày 22 tháng 7, cũng trên quốc lộ 24, đoạn qua km 40+300 thuộc thôn Mô Lang, xã Ba Tô, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy biển kiểm soát 76F1-36218 lưu thông theo hướng Tây Đông, do Phạm Ngọc Huy, 15 tuổi điều khiển, chở theo Phạm Văn Chợt, 25 tuổi, cùng chú thôn Làng Si 2, xã Ba Tô, với xe mô tô mang biển kiểm soát 76F6-1279 do Phạm Đình Vương, 16 tuổi, chú thôn Trà Nô, xã Ba Tô, điều khiển đi theo hướng ngược lại. Hậu quả vụ tai nạn khiến Phạm Ngọc Huy tử vong tại chỗ, Phạm Đình Vương tử vong trên đường đưa đi cấp cứu, Phạm Văn Chợt bị thương nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Theo cơ quan chức năng, bước đầu xác định nguyên nhân xảy ra 2 vụ tai nạn là người điều khiển phương tiện đi sai làn đường quy định. Đêm ngày 24 rạng sáng ngày 25 tháng 7, tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, đã bất ngờ xảy ra lũ quét khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và mất tích, hàng chục ngôi nhà bị vùi lấp, quốc lộ 12 qua xã Mường Pồn tê liệt. Ông Ngô Xuân Trinh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên cho biết, lũ quét bất ngờ xảy ra trong đêm khiến người dân 4 bản, Tin Tốc, Bản Lĩnh, Mường Pồn 1, Mường Pồn 2 không kịp trở tay. Thống kê nhanh, đến 7 giờ 30 phút ngày 25 tháng 7, đã có 2 người thiệt mạng, 5 người mất tích, 2 người bị thương. Lũ quét khiến 10 ngôi nhà đổ sập hoàn toàn, 8 nhà bị hư hỏng một phần, hơn 40 hectare sản xuất nông nghiệp bị vùi lấp. Quốc lộ 12 đoạn qua địa phận xã Mường Pồn bị tê liệt hoàn toàn. Hiện có khoảng 100 người đang tham gia công tác cứu hộ, chia thành hai hướng, khẩn trương vừa tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân, vừa di dời tài sản của người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Theo cảnh báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên, trong nhiều giờ tới, khu vực huyện Điện Biên vẫn tiếp tục xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Điều này ảnh hưởng lớn đến công tác tìm kiếm cứu nạn người mất tích của địa phương. Lãnh đạo phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, vào khoảng 15 giờ ngày 24 tháng 7, chủ nhà trọ trên địa bàn đến kiểm tra phòng trọ và phát hiện bên trong phòng có một người đàn ông đã tử vong. Bước đầu, công an địa phương xác định một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cao. Sau đó, gia đình nạn nhân đã đến nhận dạng và không yêu cầu khám nghiệm thi thể. Nạn nhân được xác định là anh PXD, sinh năm 1984, trú xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Cũng theo vị lãnh đạo phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, người đàn ông này đến thuê trọ trên địa bàn phường khoảng 10 ngày trước. Người đàn ông luôn khóa chặt cửa phòng trọ và mở điều hòa liên tục, nên người dân không hề hay biết. Đến chiều ngày 24 tháng 7, khi một số người ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên từ phòng trọ này nên đã báo với chủ nhà. Khi chủ phòng trọ cùng nhiều người mở cửa phòng thì phát hiện thi thể người đàn ông ở phía trong. Trong diễn biến liên quan, theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Tà Trài, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, trên địa bàn xã vừa có một người đàn ông tử vong dưới giếng sâu do ngạt khí. Vụ việc được người dân phát hiện vào khoảng 15 giờ chiều ngày 24 tháng 7 tại thôn Na Lo, xã Tà Trài, huyện Bắc Hà.
Nạn nhân được xác định là ông VVD, sinh năm 1967, trú tại thôn Na Lo, xã Tả Trải, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ông D xuống giếng của gia đình để sửa máy bơm nước thì bị ngạt khí dẫn đến tử vong. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng của huyện Bắc Hà đã tới hiện trường đào xung quanh giếng để đưa thi thể nạn nhân lên trên. Được biết, giếng của gia đình nạn nhân sâu gần 10 mét. Tuy nhiên, trong quá trình thi công công trình, khu dân cư Nậm Châu, xã Tà Trải, huyện Bắc Hà, khu vực giếng của gia đình ông D đã đổ đất cao lên hơn 6 mét nữa. Do đó, khi máy bơm giếng của gia đình bị hỏng, ông D xuống giếng để sửa thì mới xảy ra sự việc đáng tiếc. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại trường mầm non Thắng Lợi thuộc thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Thời điểm xảy ra cháy có 71 trẻ đang học ở các lớp nhà trẻ mẫu giáo. Đám cháy xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 24 tháng 7 tại phòng chứa đồ dùng phục vụ học bán trú của trường mầm non Thắng Lợi. Thời điểm xảy ra cháy có 71 trẻ em đang học ở các lớp nhà trẻ mẫu giáo. Ngay sau khi phát hiện đám cháy tại phòng học tầng 2, các giáo viên cùng người dân khu vực lân cận đã nhanh chóng dùng bình cứu hỏa để khống chế đám cháy. Tuy nhiên, do có nhiều chất dễ cháy như chăn, gối, tủ, giường ngủ, đồ dùng học tập, vì vậy đám cháy lan nhanh sang phòng chứa đồ lớp bên cạnh và lan vào một phần của hai phòng học chính. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 2, cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thái Nguyên đã huy động xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Khoảng 10 phút sau, đám cháy được khống chế. Rất may đang trong dịp hè, vì vậy chỉ có một số học sinh học hè dưới tầng 1. Các trẻ được di chuyển nhanh chóng ra ngoài, không gây thiệt hại về người. Ghi nhận tại hiện trường, vụ cháy làm thiệt hại điều hòa, đồ dùng học sinh và một số thiết bị khác, ước tính khoảng 30 triệu đồng. Nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra và làm rõ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mời quý vị tiếp tục theo dõi những thông tin đáng chú ý khác trong các bản tin tiếp theo.